Triển thập thức. Xem ra Triển Bộ đúng không còn ai nữa rồi. Không ngờ lại phái một kẻ không có não đến giết ta. Cô dám coi thường ta, nạp mạng đi. Đừng chạy mà. Không rảnh chơi với ngươi nữa, ngươi tự thả diều đi. Nó là người do cô dạy dỗ. Quả thật rất đáng tiếc khi nó phản bội. Thế nên Triển Thập Ngũ căn bản không thể so được với nó. Mất dấu nó cũng là chuyện bình thường. Người đến là để nói chuyện này với ta à? Không, ta còn có một nhiệm vụ mới giao cho cô. Nói đi, giết nó đi. Không ngờ rằng ngươi có thể đuổi đến đây. Ngươi chính là phản đồ, ta phải bắt ngươi về. Nếu như kẻ truy kích dùng ám khí, phải dùng gỗ và tường để ngăn cách hắn ở đằng sau, để hắn không phóng được ám khí. Quan trọng là cố hết sức tránh và ẩn nấp để không đụng phải, bởi đằng sau rất có thể có mai phục. Triển thập nhị, Triển thập thất, những thứ ta dạy ngươi đều quên rồi sao? Kẻ đuổi theo ngươi đều bị ngươi giết rồi. Hơn nữa số tinh anh của Triển Bộ đều chết trong tay ngươi. Nếu ta là Triển Tứ Đại Nhân, chắc cũng sẽ phái một người có thể nắm chắc đến. Ta sớm đã nghĩ đến ngươi. Giết người phải trước khi đối phương ăn cơm. Như vậy đối phương đánh đến khi đói sẽ không đánh nổi nữa. Đây cũng là do người dạy ta. Đáng tiếc. Đáng tiếc cho con cá nướng của ngươi. Muốn chết à? Vĩnh viễn đừng để phía sau có người. Cho dù là ngươi có thể tin tưởng, mỗi khi ra tay, đừng để cho đối phương có cơ hội giật dậy. Mỗi chiêu thức của ta đều là do ngươi dạy. Muốn giết ta dễ như trở bàn tay. Ngươi hà tất gì như vậy? Võ công càng cao, đánh lén càng phải nắm chắc. Xem ra ngươi rời khỏi Triển Bộ quá lâu, bị nhiễm dáng vẻ thư sinh ở trên giang hồ rồi. Sửa lại một chuyện, hôm nay ta không phải đến giết người. Chính là vừa rồi ta nhận được bộ câu đưa thư của Triển Tứ Đại Nhân. Ngài lệnh cho ta dừng nhiệm vụ truy sát ngươi, đổi thành đi giết một người khác. Vận khí của chúng ta đều rất tốt, ngươi có thể sống sót. Ta cũng không cần giết đồ đệ của ta. Ngươi định thả ta đi? Triển thập thất, ngươi không đi xa được đâu. Con người đều không thoát khỏi vận mệnh của bản thân. Triển Bộ chính là số mệnh của ngươi. Công cụ giết người có mạnh thế nào, ngươi dạy ta giết người thế nào. Mà ta lại chỉ muốn làm người. Ta có nhiệm vụ mới cần làm, không tiện ở lâu.
Ta phải đi Dịnh Đỗ Quyên giết một kẻ tên Giản Bất Tri. Tốt nhất là ngươi sống lâu một chút. Cá nướng không tồi. Giảng huynh, nhìn xem. Giảng huynh, Giảng huynh, huynh vào trước đi. Được, mau tấm lấy cánh mượm đi. Được. Chúng ta gặp bão rồi. Bảo sao? Vậy phải làm thế nào? Sẽ lật thuyền đấy. Sao ta biết được chứ? Ta chỉ là nhà đò tạm thời thôi. Chúng ta sẽ không chết đấy chứ. Đừng, ta còn chưa lấy vợ. Có Hách Tổ Giận ở đây, chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Nhưng mà gặp xui xẻo rồi. Bám chắc, mau đỡ lấy. Giảng huynh, huynh mau quay lại đi. Phía trước là Dịnh Đỗ Quyên rồi. Chúng ta đến đấy lắm đi. Được, Dịnh Đỗ Quyên. Bám chắc vào. Giảng huynh, cẩn thận. Minh Nguyệt, bám chắc vào. Chúng ta sắp đến Dịnh Đỗ Quyên rồi. Bám chắc vào, cố lên. Triển Thập Lục chết rồi. Minh Nguyệt thì sao? Cô ấy không sao, đã cập bến ở Dịnh Đỗ Quyên rồi. Triển Bộ có ai ở Dịnh Đỗ Quyên? Phái hắn đi giết một người tên là Giản Bất Tri. Ở gần đó chỉ có Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ. Bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ quan trọng. Cái này không dễ làm. Vậy thì lập tức kêu bọn họ dừng nhiệm vụ. Vậy được, ta để bồ câu đưa tin. Mưa rơi không ngừng cũng quá lâu rồi. Vậy là đủ rồi. Có thể từ biển mà sống sót cập bến đã là hết sức may mắn. Không ngờ rằng ta còn có một đại hiệp biết lái thuyền. Cũng đúng là vậy. Tại sao cơn bão này cứ dai dẳng như vậy? Khó tránh Hách Tẩu Giận cứ muốn đi một mình. Kẻ nào? Bọn ta là Du Gia Bảo, đến đón Minh Nguyệt tiểu thư trở về. Tiểu thư, cáo biệt bọn họ thôi. Đón cô đó. Minh Nguyệt tiểu thư nói ngươi còn phải đi Yên Châu. Trên đường cô ấy sẽ liên lụy đến ngươi. Đợi làm xong chuyện, cô ấy muốn ngươi đến Du Gia Bảo tìm cô ấy. Vậy còn phải vài tháng nữa, như vậy quá lâu rồi. Tiểu thư nói cho dù là vài năm, cô ấy cũng đợi ngươi. Không cần lâu như vậy, làm xong chuyện ta sẽ đến tìm cô. Ta sẽ luôn đợi ngươi. Tiểu thư nói cô ấy sẽ luôn đợi ngươi. Hy vọng ngươi đừng nuốt lời. Ta sẽ không nuốt lời. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Giảng huynh, ta có nhiệm vụ mới rồi. Sau này gặp lại. Quen biết huynh thật tốt. Cáo từ. Giảng huynh, Triệu huynh, sau này gặp lại. Đi,
Giảng Quân, không sao chứ? Chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Chúng ta tìm một nơi ở tạm. Được, đi mau. Kẻ nào nói xấu ta sau lưng? Ngân châm của ta không khách sáo đâu đấy. Quá ra là một tiểu cô nương. Ta có nói sai sao? Chư vị, ta toàn chữa trị cho người chết, không sai. Dương Thần Y làm môn phái mình bị diệt vong, không sai. Nhưng chúng ta ở chung một phòng với con yêu nữ vô phép như ngươi, chúng ta cảm thấy nhục nhã. Lẽ nào chỉ vì ta trị thương cho thập sắc môn sao? Từng trị thương cho thập sắc môn? Thập sắc môn? Chuyện xưa qua rồi. Chuyện xưa. Chuyện xưa. Ai nói ta không có nguyên tắc? Đem tiền đến nhờ ta chữa bệnh thì là bệnh nhân của ta. Ta mặc đó là thập sắc môn hay lục sắc môn? Thập sắc. Chuyện xưa. Chuyện xưa. Thôi, thôi. Thôi. Không nhớ người nào đó nhớ được cái cây sinh tiền, lại chỉ sợ người khác giành với hắn. Đó là ta. Ngươi, ta. Cái mồm của ngươi có sắc bén đến mấy, ở đây cũng không ai quan nghênh ngươi đâu. Có giỏi thì đâm chết ta đi. Đâm ta đi, ta đâm chết ngươi. Nào, 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 nào. Tránh ra, tránh ra. Làm cô nương người ta sợ rồi. Hắn không quan nghênh cô. Tiền bối ta quan nghênh cô. Chúng ta đều là những kẻ tiếng xấu đồn xa. Tiền bối không chê cô đâu. Dâm tặc, tránh xa ta ra. Quả là tiếng xấu đồn xa. Tiểu yêu nữ là ta gọi đến. Các vị có bất mãn gì cứ việc nhắm vào ta. Lại một tên nữa. Đây, cảm ơn. Doãn công tử, đừng hung thuốc nữa. Chúng ta đến là để giúp người từ biệt thuốc luôn. Các hạ là... Tại hạ Loạn Đao Thần Diệp Tiếu Tiếu. Không thể nào. Sao vậy Giảng Quynh? Loạn Đao Thần Diệp Tiếu Tiếu đã chết từ 8 năm trước rồi. Hồ sơ vụ án của hắn đang nằm trên bàn của ta, đến nay vẫn chưa phá được. Ý Quynh là chúng ta gặp ma rồi hả? Đừng nói chuyện đó dội. Các vị thần y đợi lâu rồi. Cảm tạ các vị thần y đã nể mặt tại hạ, hội ngộ ở đây giúp tại hạ khám bệnh. Thường bà vẫn chưa đến. Mặc dù mai mới là ngày hội chẩn, nhưng bây giờ các vị đã tới rồi. Vậy chi bằng giúp tại hạ kiểm tra bệnh tình trước. Hy vọng không làm các vị sợ. Diệp thần y, tại hạ vô phương cứu chữa rồi phải không? Không, ta lắc đầu. Là vì bệnh của ngươi, dù chỉ tính trong quán trọ này, cũng không phải là người nặng nhất. Lẽ nào các vị thần y không phát hiện sao? Ở đây còn có một bệnh nhân nghiêm trọng hơn. Hình như bệnh không nhẹ thật. Người trúng hàn độc rồi sao? Không sai, hắn bị hàn băng đường đã thương. Vì cậu ta không có võ công, hàn độc gian theo chưởng phong ngấm vào tâm mạch của cậu ấy. Công tử, có thể giúp một chút không? Được. Thân thể lạnh ngắt,
tứ chi tê dại, có thể bị chết cống bất cứ lúc nào. Cho nên cậu ta mặc trang phục mùa đông. Công tử nói hoàn toàn đúng. Vậy chúng ta phải tranh thủ thời gian giúp cậu ta xua tan hàn độc. Làm vậy cậu ta còn chết sớm hơn. Trước khi trúng phải hàn độc, cậu ta đã bị hạ cổ độc. Nếu ta đoán không nhầm, có lẽ là chiếc tâm cổ của Hắc Vũ Lĩnh. Nếu không nhờ hàn độc này liên tục phong tỏa cổ độc trong người cậu ta, tim phổi cậu ta đã bị thiêu rụi mà chết. Không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Trên giang hồ có ai không biết đến đại danh của Loạn Đao Thần Y Diệp Tiếu Tiếu? Có bao nhiêu người sắp chết được sống lại dưới rừng đao của ngài? Doãn công tử khách sáo rồi. Chẳng phải huynh nói là hắn giả mạo sao? Sao cũng lợi hại vậy? Phải đó, ta cũng không rõ lắm. Đừng đánh rắn động cỏ, đỡ ta dậy triệu huynh. Giảng huynh, Diệp thần y quả nhiên lợi hại. Quả thực cũng đã nói ra nguyên nhân trúng độc của ta. Huynh nên sớm đến Tương Giang Hắc Vũ Lĩnh tìm Hắc Vũ Nương Nương giải độc đi. Ta và Hắc Vũ Nương Nương cũng là chỗ quen biết, nên huynh nhắc đến tên ta có thể sẽ giúp được cho huynh. Diệp thần y, thế bệnh của tại hạ, ngày mai hội chẩn, ta sẽ cho ngài một câu trả lời. Tiểu yêu nữ có liên quan đến triển bộ. Có lẽ cô ta đã chữa cho rất nhiều sát thủ của triển bộ. Có thể cô ta cũng từng gặp triển thập thất, cho nên phải chịu khó tiếp cận cô ta. Tên thầy thuốc dân gian đó và Doãn công tử xem ra là quan hệ thầy thuốc và bệnh nhân cũng có thể. Thì thầm gì thế? Lai lịch của những thần y có hơi phức tạp. Ta có một dự cảm không lành. Huynh đang tìm gì thế? Túi thơm Minh Nguyệt tặng ta biến mất rồi. Lần cuối cùng huynh thấy nó là lúc nào? Lúc ta chia tay với Minh Nguyệt, túi thơm đó vẫn móc trên tay ta mà. Sau đó thì sao? Ta không nhớ. Này, giả sử đây là túi thơm Minh Nguyệt tặng huynh. Giảng huynh, huynh định làm ảo thuật à? Ai làm ảo thuật với huynh? Ta đang giúp huynh tìm túi thơm. Giả sử ta chính là Minh Nguyệt, huynh là Minh Nguyệt. Ta đang từ biệt huynh. Ta phải đi đây. Huynh đi đi. Lần này ta đi có thể sẽ không gặp lại được nữa. Huynh có buồn không? Buồn. Trong lòng cảm thấy thế nào? Tim ta... Huynh có thể nghiêm túc một chút được không? Huynh buồn cười quá. Ta nhớ huynh, nhớ huynh, nhớ huynh, nhớ huynh được không? Huynh có muốn tìm thấy túi thơm không? Muốn. Ta là Minh Nguyệt, ta phải đi đây. Ta phải đi đây. Ta đi đây. Trong lòng huynh có buồn không? Có nhớ ta không? Có cảm thấy vô cùng đau khổ không? Đi đây, không thấy ta đâu nữa. Ta sẽ mãi mãi nhớ huynh. Tiểu thư nói cô ấy sẽ mãi mãi nhớ huynh. Mong người đừng nuốt lời. Bây giờ trong lòng huynh cảm thấy thế nào? Tương kiến thời nam biệt diệt năng, đông phong vô lực bách hoa tàn. Khuyên quân canh tận nhất bôi tủ. Tây xuất dương quang, vô cố nhân. Quân trụ Trường Giang đầu, ta trụ Trường Giang dĩ. Nhật nhật tư quân, bất kiến quân. Cộng ẩm nhất giang thủy. Ê.
Lúc đó khi tiễn Minh Nguyệt, Huynh đau lòng vô cùng, rồi tiện tay nhét túi thơm vào ngực. Huynh xem. Đừng tìm nữa, túi thơm mất như thế đấy. Quay lại đường cũ tìm đi. Dù sao bây giờ cũng đang mưa, trên đường cũng không có mấy ai. Bây giờ chúng ta tìm đi, có lẽ có thể tìm thấy. Vậy được, vậy chúng ta mau đi thôi. Phụ thân, con trở về rồi. Lần này nhiệm vụ thất bại là vì chúng ta không nắm rõ tình thế của Khôi Lỗ Lý. Thật ra hắn, ta không cần biết hắn như thế nào, ta chỉ cần kết quả. Con xin lỗi, không mang được thủy tinh về. Hãy cho con thêm thời gian. Không cần, ta đã phái Triển Tứ đi rồi. Lúc nào? Tại sao không đợi con về? Con hỏi quá nhiều. Giải thích một chút về chuyện ở bên cạnh người khác 3 tháng nay đi. Chuyện là thế nào? Có vấn đề gì sao? Thân là người của Minh Bộ, ở bên ngoài diễn kịch là rất bình thường. Hay cho câu diễn kịch. Nếu người chỉ muốn kết quả, chuyện thủy tinh con không làm tốt, theo lý nên bị phạt. Bây giờ con sẽ đi lĩnh phạt. Con đi đây. Lần nào cũng thế, có cần thiết không? Nếu trên lưng toàn là vết thương thì sau này làm sao gả đi được? Cha ta không nói cho ngươi biết, ông ấy muốn gả ta cho ngươi à? Thế thì cô phải khuyên cha cô rồi. Ta không khuyên nổi, ngươi đi khuyên đi. Chính vì trước đây ta đã khuyên quá nhiều, nên bây giờ ta vẫn là Triển Tứ. Người có cô nương mình thích không? Cô hỏi chuyện này làm gì? Hỏi bừa thôi. Cảm thấy ngươi đã trải qua chuyện gì đó. Lần này cô đến đảo Khôi Lỗi, có gặp ai không? Xem ra ta đoán đúng rồi. Cha cô sẽ không gả cô cho người ngoài thập sắc môn đâu. Có lúc ta nghĩ, đối với thập sắc môn mà nói, rốt cuộc đâu mới là chuyện lớn? Giết người. Tiểu nhị à, Tiểu nhị, gọi gì? Không phải hắn mang nước nóng cho ngươi rồi sao? Đúng rồi, ta đợi hắn đun nước nóng lâu lắm rồi mà không thấy ai cả. Hay là cô làm đi. Cô lại đi đâu đấy? Nước nóng của ta thì sao? Đúng là không mất công chút nào. Xem ra duyên phận của ta và Minh Nguyệt cô nương vẫn chưa hết. Ta sẽ không làm rơi nó nữa. Đi thôi. E là hôm nay các ngươi không đi được. Giảng huynh, ra sau lưng ta đi. Thank you.
Triệu huynh, huynh trở nên lợi hại như thế từ bao giờ? Triệu huynh, lợi hại thì lợi hại, nhưng không cần giữ tư thế này quá lâu đâu. Ta đang cảm nhận cảm giác trở thành đại hiệp mà. Giảng huynh, điểm kiếm của ta thật sự bắt đầu. Không có nó thì không có ta bây giờ đâu. Huynh ấy khiêm tốn quá rồi. Cao thủ mà, phải khiêm tốn chút chứ. Triệu huynh, huynh chảy máu rồi. Cao thủ sao có thể chảy máu được chứ? Huynh tự xem đi. Bên này cũng có. Còn cả đây nữa. Triệu huynh, Triệu huynh. Sơ ý quá. Không ngờ gã Triệu Ngã Hoàng này lại lợi hại như vậy. Không biết rõ nội tình của đối phương mà đã mạo muội ra tay. Đây là đại kỵ của chúng ta. Ngươi có thật là Triển Thập Ngũ không đấy? Đây, Triển Thập Ngũ sẽ không phạm những sai lầm đơn giản như vậy. Nếu như ngươi muốn cướp công như vậy, lần sau không cần hành động cùng ta nữa đâu. Bên trên thà rằng bỏ qua Triển Thập Thất cũng muốn phái chúng ta đến. Nhất định không đơn giản. Cô cho tôi thêm một cơ hội nữa. Nhưng mà vết thương của ngươi không hẳn sẽ cho ngươi cơ hội đâu. Bọn họ có biết ngươi bị thương ở đâu không? Hình như không nhìn rõ đâu. Lần hành động này ngươi đừng tham gia nữa. Nếu như ngươi bị lộ thì ta cũng sẽ bị lộ. Xem ra giết Giảng Bất Tri chiếm đoạt Thạch Anh, nhất định phải hành động từ bên Triệu Ngã Hoàng trước mới được. Quan trọng là Triệu Ngã Hoàng đó ngày nào cũng bên cạnh Giảng Bất Tri, sợ là chúng ta khó tìm được cơ hội thôi. Bất luận thế nào cũng phải bắt đầu từ bên cạnh Triệu Ngã Hoàng. Chắc cái này không khó nhỉ? Thập Sắc Môn còn có một nơi như thế này. Đây là phòng của ai vậy? Triển Thập Thất. Triển Thập Thất bỏ trốn sao? Sau khi cô ta bỏ trốn, ta phát hiện ra trốn trong căn phòng này nghe tiếng mưa rơi cực kỳ nhẹ nhõm. Đều tại ta. Dù trên đảo khôi lỗi ta đã làm hỏng chuyện, cản trở ngài bắt cô ta. Cha cô đúng là làm càn. Nhưng ta rất tò mò, Giảng Bất Tri và đám bằng hữu bên cạnh hắn rốt cuộc là người như thế nào. Giảng Bất Tri không biết võ công, nhưng hắn rất thông minh. Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ đều là những viên tướng có công dưới tay ta. Cử đi giết hắn quả là lãng phí tài năng. Triển Thập Nhị và Triển Thập Ngũ đều thất thủ, ngài có đích thân ra tay không? Bọn chúng không thể thất thủ. Thu gáo, cho ngươi một gáo. Triệu huynh, đi theo ta. Về sao? Giảng huynh, Giảng huynh.
Nếu như ngươi muốn bỏ chạy sẽ biến thành thi thể ngay lập tức. Tại sao lại giết ta? Bởi vì ngươi đã bị thập sát môn để mắt. Giảng huynh, giảng huynh, triệu huynh, ta tìm thấy huynh rồi, lại chạy lung tung. Triệu huynh, ta phát hiện ra một chuyện, trở về rồi sẽ nói với huynh sau. Được, huynh không biết ngoài này nguy hiểm lắm sao? Lại chạy bừa. Ta nói huynh biết lần này ta đi không phải là không có ích lợi gì đâu. Huynh còn dám nói, suýt thì mất mạng. Thu hoạch lớn lắm, ta lo cho huynh mà. Nói năng đừng ngất cổng như thế. Ta triển thập thất. Ta vừa mới thả ngươi, còn dám xuất hiện trước tầm mắt ta. Tại sao lại thả tên nhãi đó đi? Đừng bảo ngươi rung động rồi nhé. Đừng có quên thân phận của mình. Ngươi là sát thủ của triển bộ đó. Ta đang là đối tượng của các ngươi truy sát. Phản đồ chẳng phải nên chạy thật xa sao? Ta không muốn hắn chết. Ta đã dạy cho ngươi rất nhiều, nhưng trên đời này còn rất nhiều chuyện ta không thể dạy ngươi. Nếu ngươi đã quyết chí vì tên tiểu tử đó, thì có thể ngươi vẫn chưa biết sự tàn khốc trên cõi đời này. Còn chuyện gì tàn khốc hơn ngày ngày giết người sao? Triển bộ quả thật vô tình, nhưng đơn giản. Tình ái ở thế gian không tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Ngươi vẫn chưa hiểu được cảm giác đố kỵ. Không cần phải hiểu. Chừng nào còn ta thì hắn buộc phải sống, trừ khi ta chết. Xem ra tên thám sự này cũng được lòng cô nương gớm. Ngươi yên tâm, ta nhận lời không giết hắn thì sẽ giữ mạng cho ngươi. Nhưng niệm tình sư đồ ta nhắc nhở ngươi, có thể chỉ cần vài ngày nữa, hắn và tiểu yêu nữ kia sẽ trở thành quyến lữ thần tiên. Tiết học của ta không thể dạy ngươi, cô ta sẽ dạy bù cho ta. Sao thập sát môn lại nhắm tới huynh vậy? Ta cũng không biết. Trở về phải cảm ơn thượng bà mới được. Đúng, trở về ta sẽ cảm ơn bà ấy. Đây là ô của Quạt Biển Thước sao? Hắn về rồi sao? Cái đó thì làm sao ta biết được? Cứ kệ hắn đã, chúng ta đi tìm một người phá án trước đã. Huynh tìm được đáp án rồi sao? Sắp rồi, đi, được. Tiểu yêu nữ có trong này không? Giảng công tử, ta có chuyện cần nói với cô. Chờ một chút. Giảng công tử, nào, vào đi. Vụ Tiểu Thiên Phương bị giết, ta đã có đầu mối rồi. Ta phải hỏi cô một số chuyện mới xác định được.
hai nguyên nhân. Một là ta nghĩ cô không có nhiều khả năng là hung thủ, nên cô sẽ không lừa ta. Hai, vì là cô ở ngay cạnh phòng của Tiểu Thiên Vương, nên hôm xảy ra vụ án có chuyện gì cô nghe rõ nhất. Nếu huynh tin ta, muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng đi, ta nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Được, ta muốn biết hôm xảy ra vụ án, cô có nghe thấy tiếng động gì lạ hay không? Tiếng gì cũng được. Hình như ta nghe thấy tiếng gì lạ thật. Tiếng lạ. Ta vừa lên tầng đã nghe tiếng Tiểu Thiên Vương đang húy hoáy chai lọ. Ngày nào hắn cũng làm mấy việc đó, đều gây tiếng động rất lớn. Sau đó ta đã nằm lên giường nghỉ. Lúc đó hình như hắn đang cãi nhau với người ta. Đối phương là ai thì ta không nghe rõ, chỉ biết là giọng của một người khá trẻ. Chỉ có hắn là to mồm nhất, ta bực không chịu nổi, bèn chùm chăn đi ngủ. Chỉ dựa vào những lời này vẫn không đủ được, vẫn còn thiếu chứng cứ quan trọng. Giảng huynh, vậy phải làm sao? Vậy chúng ta hãy khiến hung thủ tự nhảy ra. Tự nhảy ra, đúng. Tiểu yêu nữ, ta cần cô phối hợp ta một chút. Đơn giản như vậy à? Không thành vấn đề. Vậy chúng ta trở về chuẩn bị trước. Đúng rồi, Giảng công tử, huynh đừng hù theo họ, gọi ta là tiểu yêu nữ nữa. Ta có tên mà. Tên là gì vậy? Tên ta là cung tước. Cung tước, hay. Được, cung tước cô nương. Trước kia ta từng giúp huynh, bây giờ huynh giúp ta. Chúng ta là bằng hữu rồi, bằng hữu với nhau nên có cách xưng hô của bằng hữu. Bằng hữu nên xưng hô thế nào? Thế này đi, sau này ta gọi huynh là lão Giảng, gọi hắn là lão Triệu, hai người hãy gọi ta là lão cung. Không được, được thôi. Sao lại không được? Ta thấy hay mà. Hay ở chỗ nào? Lão Triệu, bằng hữu giang hồ đều như vậy cả, đúng không? Vậy sao? Phải. Lão cung nói thôi, huynh cứ gọi ta là tiểu yêu nữ đi. Hai chị đi thông thả, không tiện. Được, lão cung. Sau khi chuyện này kết thúc, ta có vài chuyện riêng muốn hỏi cô. Được thôi, được thôi. Đi. Ngươi còn nhớ Triển Thập Thất trước đó không? Đương nhiên, cô ta thâm niên hơn ta, gia nhập thập sát môn cùng lúc với Triển Tứ, sau đó trở thành phản đồ, mãi đến mấy năm năm trước thì bị trừ khử. Sao, phản đồ việc này cũng có thể lây lan ư? Ta chưa nói với người, người trừ khử cô ta là ta. Năm đó ta là Triển Nhị Thập Bát. Triển Tứ giao cho ta nhiệm vụ, sai ta đi trừ khử một kẻ phản đồ. Bảo danh bộ đã tìm ra nơi ẩn thân của cô ta. Thế là ta đi. Biết dung hòa giữa chọn hiền tài và giữ chữ tính. Địch nhân bất năng thân kỳ thân, bất năng tử kỳ tử sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Cô quả đơn độc phế tật giả, giai hữu sở dưỡng. Nam hữu phần nữ hữu quy. Cô nương hỏi đường phải không? Ta tìm Điểu Sắc Tân. Đó là nương tử nhà chúng tôi. Cô ấy ra đồng làm việc rồi. Ta ở đây nấu cơm cho cô ấy. Cô ấy nhìn thấy khói bốc lên, ngửi thấy mùi khói này khắc sẽ về.
Ta rót cho cô cốc nước trà nhé. Cô nương đừng chê cười, trà này là chúng tôi tự trồng, tuy không cao sang gì nhưng mùi vị rất ngon. Nhà lá đơn sơ, đều trách ta vô dụng. Công danh 7 năm không thi đủ, vốn dự định buôn bán nho nhỏ nhưng nương tử ta không chịu, còn gói ghém tất cả đồ làm nông lại, bảo ta hãy yên tâm mà đèn sách. Nương tử ta gì cũng giỏi, nhưng cô nương đừng ăn cơm cô ấy nấu, cái mùi vị đó. Cho nên cơm canh đều là do ta nấu. Mọt sách, cơm nấu xong chưa? Nương tử ta đã về. Nào, nàng có bằng hữu đến. Bằng hữu? Một cô nương Miến Điện, rất giống với lần đầu ta gặp nàng. Ăn cơm thôi, gọi cô nương ấy vào cùng ăn. Lưỡi liềm ta quên ở ngoài đồng, huynh đi lấy về giúp ta. Ăn cơm trước đi nha. Ngoan nào, mau lấy về giúp ta. Được, ta đi ngay. Chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng đứng ở đây. Cũng đừng đi quá xa, ta sợ huynh ấy không tìm được ta. Không ngờ thân thủ ngươi giờ lại chậm chạp vậy. Sống cuộc đời bình thường không cần thân thủ nhanh, nhanh cũng chỉ để giết người mà thôi. Ta biết giờ nói gì cũng vô dụng, nhưng ta vẫn muốn nói. Ngươi biết không, hai người bên nhau cùng ngắm mặt trời lên, thật tuyệt. Ngươi có thể tha cho ta không? Ta cầu xin ngươi. Đây chính là số mạng. Ngươi vì cô ấy mà báo thù phải không? Ngươi cũng chỉ là một mạng người. Ta mãi mãi không quên được ánh mắt người đàn ông đó nhìn ta. Không thù hận, không sợ hãi, chỉ có triều mến. Mảnh sân nhỏ đó có một thứ gọi là mùi khói, khiến ta không quên được. Cốc trà đó rất ngon. Cô ta còn tự đặt cho mình một cái tên, gọi là Liễu Sắc Tân. Ta
ta cũng muốn có cái tên riêng của mình. Ở triển bộ, đến tên cũng không có. Ta chưa từng mơ mộng có thể ở bên huynh ấy thật sự. Có lẽ huynh ấy chưa từng thích ta. Thế thì đã sao? Đã từng có người chăm chú trị thương cho ta, xả thân cứu ta, khiến ta thấy mình là một nữ nhi. Chỉ cần như vậy thôi, ta nguyện chết cùng huynh ấy. Nhưng huynh ấy bị người của Thập Sát Môn để mắt đến. Nếu người chết thay hắn vạn lần cũng không đủ, thế thì ta cũng phải thử xem. Giản công tử, Giản công tử, tên hòa thượng nghèo bỏ trốn rồi. Ta đi truy tìm hắn đã. Chờ đã. Sao thế? Đừng truy sát đến cùng nhé. Được. Còn nữa, đừng quay về quá nhanh. Ta còn phải giết người. Hiểu rồi. Ngươi làm được không? Được, chờ ta về. Đừng chạy, đứng lại. Tại sao? Câu chuyện của ngươi rất cảm động. Tặng ngươi một món quà để hắn chết trước mặt ngươi. Bà chủ, bà làm gì vậy? Ta chẳng phải là bà chủ gì cả. Ta là sát thủ của triển bộ. Sát thủ của triển bộ? Kinh ngạc lắm đúng không? Không. Hôm nay ta tiễn các ngươi đôi uyên ương mệnh khổ được đoàn tụ. Giản công tử, chạy nhanh đi. Đứng lại. Muốn sống hãy thật thà nói ra rốt cuộc muốn gì. Muốn giết cứ giết. Nhưng mà tên huynh đệ có bệnh của ngươi, một mình nằm ở khách điếm e khó qua khỏi. Không xong rồi, trúng kế rồi. Chờ đã, chờ đã. Ta khuyên ngươi đừng động đậy, bởi vì ở đây người chết đã quá nhiều. Sứ mệnh của ta là tiễn người lên Tây Thiên. Lẽ nào ngươi cầm kiếm là muốn liều mạng cùng ta? Ta không biết dùng kiếm. Đó chỉ là một vật chứng. Đồ bỏ. Cô ta có thể chịu được bao lâu? Ta đã đồng ý với đồ đệ của ta để ngươi chết trước mặt cô ta. Đến đây. Ta khuyên ngươi đừng động đậy. Động đậy sẽ chết. Thì ra ngươi biết võ công.
Ta chỉ nói ta không biết dùng kiếm, chứ không nói không biết dùng lực. Đã gọi là loạn đao thần y, đao pháp không giỏi làm sao tồn tại trên giang hồ. Ta khuyên ngươi hãy ngồi im. Không ngờ bản lĩnh giết người kém hơn cả cứu người. Quá khen, đây là do kế sách của Giảng công tử quá hay. Chờ đã. Việc gì? Xin hãy nán lại giúp ta một việc. Giúp đỡ. Đúng. Thật sự không muốn giấu, ta muốn giết người. Đến ngay cả mạng mình còn khó bảo toàn, lại còn muốn giết người. Xin thứ lỗi không thể giúp đỡ, cáo từ. Xin hãy nghe ta nói. Ngươi giúp ta giết người, ta giúp ngươi điều tra cái chết của Diệp Tiếu Tiếu năm đó. Thế nào? Triển cô nương. Triển cô nương. Triển cô nương. Triển cô nương. Cây đao trên người cô ấy đã nằm ngay quyệt vị. Chỉ cần vận động hoặc nổi giận, đao sẽ càng vào sâu thêm. Cho nên ta bảo ngươi đừng động đậy. Như vậy may ra còn hy vọng sống. Ngươi phát hiện ra lúc nào? Lúc huynh ấy được thường bà cứu, Giảng công tử đã phát hiện ra. Dùng vũ khí của ngươi là tẩu thuốc, lần sau không cần che mặt nữa. Quên mất mùi thuốc trên người ngươi. Thì ra là vậy. Ta cứ sợ đánh rắn động cỏ, vì vụ án Doãn công tử vẫn chưa được phá, thời cơ chưa đến. Xem ra cô ta đã đoán rất chính xác. Giảng bất tri, ngươi là kẻ gian xảo. Đã bảo ngươi không được động đậy. Ngươi nhiều nhất chỉ còn lại 3 bước thôi. Hãy nói cho ta biết, tại sao thập sát môn muốn giết ta? Ta có thể tha mạng cho cô tiểu yêu nữ. Đừng mơ ta khai ra điều gì. Nhiệm vụ của ta là giết người. Nếu có chết cũng chết trong lúc ra tay giết ngươi. Đây là số mạng của ta. Không có nhân chứng sống thì làm sao? Triển cô nương, hãy nói tại sao Triển bộ muốn giết ta. Ta nói
nhân chứng sống chết rồi. Cái này ta không cố ý. Hắn đột nhiên bỏ chạy. Xong rồi. Vất vả rồi. Không sao. Vết thương của cô ấy sao rồi? Ta đã khâu một ngày một đêm. Những loại chỉ mang theo đều dùng cạn. Cô ta đã giữ được mạng. Yên tâm đi. Tại sao vẫn chưa tỉnh? Cô ấy không sao thật chứ? Lão Giảng, Triển cô nương lát nữa sẽ tỉnh. Được. Cô sao vậy? Y thuật của cung tước ta tuy không phải là đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng có tiếng tăm trên giang hồ. Huynh không tin vào nhân cách của ta sao? Hay không tin y thuật của ta? Làm gì có. Chỉ là ta quá lo lắng thôi. Huynh biết ta ngưỡng mộ cô ta lắm không? Nếu người nằm đó là ta, chắc sẽ chẳng ai cứu. Ai bảo thế? Nếu người nằm đó là cô, ta sẽ làm bằng mọi cách để cứu cô. Thật ư? Nhưng trước hết ta phải dạy cho huynh trước. Thật sao?
mắt cô sao vậy? Ta... không sao. Hơi khó chịu thôi. Hay cô nghỉ sớm đi. Giản công tử, sẽ có ngày huynh thành gia lập thất, xin đừng quên ta. Quên sao được, chúng ta là bạn hữu mà. Vả lại chúng ta còn có thể cùng hành tẩu trên giang hồ. Ta không muốn bôn ba giang hồ cùng huynh. Tại sao? Đầu óc huynh chỉ nghĩ đến thám sự, ngoài phá án ra chẳng có gì khác. Ta lại không giỏi cái này, đến lúc đó chẳng phải trở thành vật đeo bám huynh sao? Ta muốn ngao du giang hồ, học hỏi y thuật, trở thành thiên hạ đệ nhất thần y. Được rồi, huynh chăm sóc cô ấy đi, ta đi đây. Ta phải đi Thiên Sơn bắt băng tầm. Không từ biệt Giản công tử được. Không nói nữa. Ta đi đây, hai người bảo trọng. Đúng rồi, cố gắng chăm sóc huynh ấy, đừng để người khác ức hiếp huynh ấy. Cái này không cần ngươi dặn, đi nhanh đi. Thượng lộ bình an. Tiền bối. Tiền bối sao người ở đây? Giản công tử, ta đã giúp ngươi làm xong vụ án của ta, ngươi tính sao đây? Ta đã điều tra vụ án Diệp Tiếu Tiếu năm đó, nhưng giờ ta cần nhiều manh mối hơn. Vậy ta có thể làm gì? Bởi vì tiền bối là nhân chứng lúc đó, ngoài việc kể lại những việc đã chứng kiến, còn phải đưa ta đến tận nơi xem thử. Nơi xảy ra vụ án chính là Hắc Dụ Lĩnh, tiệm Hắc Dụ Nương Nương. Bà ấy là một trong những nhân chứng năm đó. Thế thì chúng ta sau khi đi Yên Châu sẽ đi Hắc Dụ Lĩnh. Được, bắt đầu từ hôm nay. Người đi đâu ta theo đó. Nhất định, nhất định. Tiền bối, ta đi xem Triển cô nương sao đã. Đi đi, ta đi trước đây. Triển cô nương. Triển cô nương. Sao vậy? Không thấy Triển cô nương đâu. Triển cô nương. Triển cô nương hãy chờ ta. Triển cô nương hãy chờ ta. Triển cô nương. Hãy chờ ta. Triển cô nương, ta có điều cần nói. Triển cô nương, xin đừng đi như vậy. Giản công tử, đã lâu không gặp. Cô đang bị thương. Cô lại muốn đi đâu? Lang bạc khắp nơi, bốn bể là nhà. Nếu đã thế, sao chúng ta không cùng đi? Đầu óc ta không được tốt, không biết chuyện giang hồ, chỉ biết giết người. Trong hai người chỉ cần một người đầu óc sáng suốt là được. Nếu cả hai đều sáng suốt thì sẽ rắc rối. Triển cô nương.
Thật ra hôm ở Hàn Nguyệt Sơn Trang, ta đã muốn nói với cô Giản công tử. Huynh đã có người trong lòng rồi phải không? Có. Cô ấy đối với huynh ấy thế nào? Lúc ẩn lúc hiện, cô ấy không hiểu tâm ý của ta. Huynh dự định bày tỏ trước hay chờ cô ấy? Bày tỏ gì? Chỉ cần ngày ngày ở bên nhau, tất cả đều rõ rồi. Hãy đi cùng chúng ta. Huynh có người bạn hữu là thần y bên cạnh, ta đi theo có bất tiện không? Không sao, không bất tiện. Nếu chúng ta bị thương, huynh ấy còn có thể điều trị giúp. So với chữa bệnh, khai đao ta càng giỏi hơn. Sao huynh lại đến đây? Ta thấy cậu vội vàng chạy đi, ta lo cho sự an nguy của cậu nên theo đến. Cũng đã tối rồi, Giản công tử, Triệu Ngã Hoàng đang chờ huynh. Ta biết rồi. Huynh dự định lúc nào đi Yên Châu? Ta chuẩn bị lên đường đây. Ta phải gấp rút đi Yên Châu, gặp Bạch Đại Hiệp. Được.